Sao chị bên này thâu, bên này cũng thâu tiếp rồi nha. Để mình share lại cái đoạn này. Lesson 2. Đoạn này xong rồi ha, xong rồi có đoạn tiếp theo. Đoạn này cũng xong rồi ha. Đoạn này là nhấn mạnh rằng đó, sức của ta kiến về một cái bản ngã hay một cái bản thể tương tồn vĩnh cửu đó thì không thể áp dụng cho bất cứ cái pháp hữu vi, mà cũng không có thể áp dụng cho niết bàn là pháp vô vi ha. Đấy, bây giờ tiếp theo. The Anattalakkhana Sutta, the discourse on the characteristic of not self, was the second discourse of the enlightenment preached by the Buddha to his first five disciples, who after hearing it attained to perfect holiness, arahata. Tại đoạn này thì mình có một số từ mới ha. Ví dụ như tên của bài kinh là The Discourse on the Characteristics of Not Self, đi ra từ từ Pali là Anattalakkhana Sutta. Sutta mình dịch là discourse là bài kinh. Lakkhana là characteristic, characteristic tức là đặc tính, và not self là vô ngã. Bài kinh về đặc tính vô ngã. Và trong tiếng Việt mình thì là dùng chữ characteristic thì là dùng chữ tướng, cho nên mình hay nghe quen từ vô ngã tướng. Vì vậy hồi nãy sư cô cũng dùng chữ tướng, cái thật ra chữ tịnh đúng hơn chữ tướng ha. Thì trong đó có chữ discourse là bài thuyết trình, bài luận văn hay là bài kinh. Preach, động từ preach có nghĩa là thuyết giảng. Disciple, danh từ là đệ tử. Attain, động từ là chứng đắc. Và holiness, tính chất thân thánh hay là thánh quả. Ông nghĩa với chữ chữ đúng đó là chữ sainthood ha, hoặc là chữ chữ thánh quả này đó thì nó chỉ cho tất cả các vị mà đã chứng đắc quả từ nhập lưu cho tới vị a la hán luôn. Bây giờ mình đọc lại mấy từ mới này nha. The discourse on the characteristic of not self. Anattalakkhana Sutta. Discourse. Preach. Disciple. Attain. Holiness. Giờ mình trở lại đoạn này. Đoạn này chỉ có một câu thôi. Mời một bạn nào đọc và dịch đoạn này nhé. Mời Quảng Ý. Dạ, mô Phật. Con xin đọc ạ. The Anattalakkhana Sutta, the discourse on the characteristics of not self, was the second discourse after enlightenment preached by the Buddha to his first five disciples, who after hearing it attend to perfect holiness, arahata. Con xin dịch ạ. Bài kinh vô ngã tướng là bài kinh về đặc tính của vô ngã, là bài thuyết pháp thứ hai sau khi giác ngộ Đức Phật đã thuyết giảng cho năm vị đệ tử đầu tiên, và sau khi nghe bài pháp này cả năm vị đều chứng thánh quả. Dạ, mô Phật. Thánh quả đó, mà phải thêm cái chữ là perfect nữa. Thánh quả là perfect holiness, mà mở ngoặc đơn là chữ arahata. Thì arahata là a-la-hán, cho nên mình có thể nói là cái tầng thánh cao nhất ha. Perfect là hoàn hảo, tức là cao nhất. Bởi vì nếu như thánh quả đó, thì khi nghe bài kinh đầu tiên là bài kinh chuyển pháp luân đó, thì các vị mới chứng được quả đầu tiên là quả nhập lưu thôi. Và sau khi nghe qua bài kinh thứ hai là bài kinh vô ngã tưởng á, thì khi đó mình chứng đắc A-la-hán. Cho nên á, mình nói chữ thánh quả không thôi thì nó thiếu. Vì holiness thánh quả nhưng có thêm chữ perfect. Và bên này có chữ arahata. Cho nên mình phải nói là đạt được thánh quả cao nhất ha, là quả A-la-hán.
Và vừa rồi dịch là rất là tốt, chỉ có cái chữ cuối này mà thôi. À, thì sư giải dịch lại một lần nữa cho nó chắc ha. Là bài kinh vô ngã tướng, hay là bài kinh về đặc tính vô ngã, là bài kinh thứ hai sau khi giác ngộ được Đức Phật thuyết cho năm vị đệ tử đầu tiên. Những người sau khi nghe giảng đã chứng được tầng thánh cao nhất, tức là quả vị A-la-hán. Rồi, bây giờ mình qua đoạn tiếp theo nữa. The contemplation of not-self, anatta-nupassana, leads to the emptiness liberation, sunyata-vimokkha. Herein, the faculty of wisdom, panyindriya, is outstanding, and one who attains in that way, the path of stream entry, is called a dhamma devotee, or dhamma nusari, see Aryapukkala. At the next two stages of sainthood, he becomes a vision attainer, dittipatta, and at the highest stage, that is holiness, he is called liberated by wisdom, panya vimutta. Ở đây thì có rất là nhiều cái thuật ngữ, và những thuật ngữ này đều được in đậm, tức là sẽ được giải thích phía sau. Và những thuật ngữ này thì quý vị thấy là đều có tiếng Pali đi kèm. Cái này là trong cuốn từ điển của mình trích ra đó, là ngài Ñanathiloka khi mà ngài soạn á, là những cái chữ nào mà quan trọng là ngài đều có chú cái tiếng Pali cho mình cả. Thì vì vậy cho nên khi mà quý vị học á, mà quý vị nhớ được cả luôn cả từ Pali thì sẽ rất là quý nha. Bởi vì đây là một cái vốn từ cho mình mà không phải dễ sau này mình gặp lại, mà mình không có học được một nơi mà có cả giải thích rõ ràng như vậy. Đây là cơ hội quý vị nên ít nhất không nhớ được á, thì mình cũng phải biết. Nhưng mà quen quen lần sau mình gặp lại á, mình nhận ra ha. Bây giờ mình những từ mới gặp ở trong đoạn vừa rồi là chữ contemplation, danh từ. Nếu như quý vị tra từ điển á, nên sẽ có nghĩa là sự trầm ngâm, sự lặng ngắm. À, nhưng mà nếu như từ Phật học á, mình sẽ dịch là quán chiếu. À, emptiness, tính chất trống rỗng, hay còn gọi là tánh không. Và nổi hai chữ lại ha. Còn trên kia là contemplation of not self. À, tức là quán vô ngã, thì tiếng Pali là anatta nupassana. Thì trong này gọi chữ anatta đó là vô ngã. Anupassana, mình gọi chữ anu là tùy, là đi theo, và passana là thấy hay là quán, cho nên mình hay gọi là tùy quán vô ngã, hay có khi nói tắt là quán vô ngã. Liberation là sự giải phóng, giải thích, hay còn gọi là giải thoát. Herein, tràng tư có nghĩa là ở đây, ở điểm này hay là ở trong tài liệu này. Faculty, năng lực, trí tuệ hay là tài năng. Và trong kinh thì thường thường cái chữ faculty này được ra dịch là chữ căn hoặc là chữ quyền. Căn tức là nền tảng căn bản đó, và quyền tức là cái khả năng, cái quyền lực. Wisdom, chữ đây là thiếu chữ, mất chữ ơ, wisdom ha. Danh từ có nghĩa là tỉnh khôn ngoan, sự thông thái, và trong Phật học thì mình hay dịch là trí tuệ. Tiếp theo còn có một số từ mới phía sau nữa. Faculty of wisdom đi ra từ chữ panyindriya. Panya cộng với indriya. Panya là trí tuệ, indriya là căn hay quyền. Cho nên mình dịch là tuệ quyền hay là tuệ căn. Để đúng ra là chỗ này phải gạch xẻo chứ không phải dọc vậy ha. Tuệ quyền hoặc là tuệ căn. Mà tiếng Anh dịch là faculty of wisdom, khả năng trí tuệ. The path of stream entry. The path là đạo, là con đường, và stream entry. Stream là dòng suối, là lưu, và entry là đi vào, tức là nhập. Stream entry là nhập lưu. Path là đạo, cho nên dịch là nhập lưu đạo. Devotee. Devotee. Chữ này thì họ là phiên âm là devotee. Cái này là của hai devotee. Devotee. Devotee là người mộ đạo, người sùng đạo, hay là tín đồ. Dhamma devotee, dhamma nusari là bậc tùy pháp hành. Thì mình có cái từ dhamma. Dhamma là pháp, và anusari. Anusari là thực hành theo. Cho nên gọi là tùy pháp hành. Chúng lại là dhamma nusari là bậc tùy pháp hành.
và vision attainer, dittipata thì trong này có cái chữ ditti. Ditti là kiến ha, mà pata là đạt đến. Cho nên là đạt đến kiến thì gọi là bậc kiến đạo, tiếng Anh gọi là vision attainer. Vision là sự thấy biết kiến và attainer là đã chứng đạt ha. Cho nên vision attainer, bậc kiến đạo. Liberated by wisdom là gì? Được giải thoát nhờ trí tuệ ha. Panya Vimutta thì trong này có chữ Panya là tuệ và Vimutta là giải thoát và thường dịch là bậc tuệ giải thoát. Sainthood, hương vị của thánh hay còn gọi là thánh quả. À, hồi nãy cái chữ Holiness á, mình hỏi nó cũng là thánh quả, bây giờ cái chữ Sainthood này cũng là thánh quả. Một chữ một mình chữ Saint tức là vị thánh, nhưng mà Sainthood là trạng thái của một vị thánh thì gọi là thánh quả. Ví dụ như mình có chữ Child, Child là đứa trẻ, mà childhood là thời trẻ, tuổi trẻ. Ha. Rồi bây giờ mình đọc lại mấy từ này, từ trên xuống dưới. Ha. À, contemplation, emptiness, contemplation of not self, anatta nupassana, liberation, hearing, fecundity, wisdom, fecundity of wisdom, panindriya, the path of stream entry, devotee, Tama devotee, Tama nusari, vision attainer, dittipata, liberated by wisdom, Panya Vimutta, sainthood. Rồi, giờ mình trở lại đoạn văn chính. Rồi, để xem thử bạn nào đưa tay dịch nha. Mời sư cô Trúc Nhàn. The contemplation of not self leads to the emptiness liberation. Herein, the faculty of wisdom is outstanding, and one who attains in that way, the path of stream entry is called the Dhamma devotee. At the next two stages of sainthood, he becomes a vision attainer, and at the highest state, that is holiness, he is called liberated by wisdom. Dạ, con xin dịch ạ. Quán vô ngã thì dẫn đến giải thoát tánh không. Ở đây tuệ quyền là nổi trội và vậy mà chứng đắc được cái trí tuệ đó thì đem đi trên con đường nhập lưu đạo, và đó được gọi là một bậc tùy phát hành. Ở hai cái giai đoạn thánh quả tiếp theo, vị ấy sẽ trở thành một bậc kiến đạo, và ở cái giai đoạn cao nhất đó là A-la-hán, và vị đó được gọi là bậc tuệ giải thoát. Nhà con xin hát ạ. Cái mic của sư cô Trung Nhan đó, hiểu vì sao nó ôm quá. Bây giờ sẽ có tắt cái mic giùm nhé. Yeah. Ồ, đợi quá. Cái này là cái mic nó quá re đấy, quá rô đấy. Phải lần sau phải kiểm tra lại cái mic chứ. Bởi vì khi mà mình thấu mà cái âm thanh như vậy nó sẽ ảnh hưởng lắm. Rồi, bây giờ mình trở lại.
Ở đây đó thì khi sư cô đọc, sư cô lại bỏ bắn không có đọc những cái từ Pali. Mà trong khi hồi nãy là sư cô là rất là khuyến khích mọi người là phải nên đọc cái từ Pali, gặp chữ nào mình đọc chữ đó ha, để mình đọc mình quen luôn. À, bây giờ mình trở lại ha. Quán vô ngã ha, contemplation of no self, quán vô ngã dẫn đến sự giải thoát qua tánh không. À, mình thay vì mình thay dịch giải thoát tánh không đó thì mình phải thêm chữ qua tánh không nha. Bởi vì có ba cái cánh cửa để đi vào giải thoát. À, là vô tưởng, một cái gọi là vô tưởng, một cái gọi là vô nguyện và một cái gọi là không. À, không, vô tưởng và vô nguyện. Thì ở đây là nói về giải thoát qua tánh không. Thì ở đây đó, tuệ quyền là nổi trội và người attains in that way the path of stream entry. In that way là cách nào? Ở đây là bằng cách đó. Một người mà bằng cách đó chứng đạt được nhập lưu đạo. À, bằng cách đó tức là bằng gì? Bằng cách quán vô ngã đó. Ha. Cho nên ở đây và người mà chứng ở đây chữ in that way nó ra tràng từ. Và attain cái gì? Attain the path of stream entry. Cho nên á, khi mình dịch mình để cho cái mạch văn mà nó thông suốt á, mình để đồng từ nó sát cái tân ngữ này và cái tràng từ này mình để ra phía sau thì nó sẽ giúp cho người nghe dễ hiểu hơn. Cho nên một người mà đạt được nhập lưu đạo bằng cách đó. Chứ còn bây giờ mình nói một người mà chứng đạt được bằng cách đó nhập lưu đạo thì quý vị nghe nó bị trúc trắc, nó khó để người ta hiểu được ngay. Cho nên mình để dịch là mình tắt cái tràng từ nó ra. Mình để cái động từ và cái tránh ngữ nó đi liền nhau luôn. Đạt cái gì thì đạt cái đó, mình phải nghe cái đó liền ha. Cho nên một người mà đạt được hay là chứng đạt được nhập lưu đạo bằng cách đó, tức là bằng cách quán vô ngã đó, thì được gọi là bậc tùy pháp hành. Và ở hai tầng cái chữ mà giai đoạn, hai giai đoạn của quả thánh đó, thì mình dịch là tầng thánh ha. Và ở hai tầng thánh tiếp theo tức là nhất lai và bất lai đó. Thì và ở hai tầng thánh tiếp theo thì vì ấy trở thành bị kiến đạo chứ không phải là kiến đạo. Hồi nãy nghe sư cô dịch là kiến đạo mà thật mình là kiến đạo nha. Đây để giờ đưa cho các bạn xem này, không phải kiến đạo mà không phải là kiến đạo mà là đây kiến đạo chứ không phải kiến đạo. Hồi nãy nghe sư cô dịch là kiến đạo. Bởi vì chữ đạo là gì? Phát tác là đến, đạt đến được cái kiến thánh tình đó. Attain là chẳng phải đạo ở đây nè. Attain là chứng được, chứng đắc tức là đạo. À, cho nên phải dịch là kiến đạo ha. Tiếp theo trở lui lại. Thì qua tầng hai tầng thánh tiếp theo thì vì ấy trở thành bậc kiến đạo và ở tầng thánh cao nhất tức là thánh quả A-la-hán thì vì ấy được gọi là bậc tuệ giải thoát. Vậy thì đó có hai loại nhé, ví dụ như ở đây là tùy pháp hành thì có một và căn á, mình nói là ở đây có những cái từ mà cần phải giải thích thêm cho quý vị, cho nhiều khi quý vị á là vậy thì mình nói là emptiness liberation, người quán vô ngã thì dẫn tới á, là giải thoát bằng tánh không. Vậy thì có ba đặc tánh vô thường, khổ và vô ngã, đúng không? Có ba đặc tánh đó, nhưng mà khi chúng ta hành thiền quán đó đã để thấy ra ba đặc tánh, nhưng mà không phải ai cũng thấy những cái đặc tánh này nó giống nhau đâu. Có người đó thì thấy cái đặc tánh khổ nó rõ hơn, có người thấy vô thường rõ hơn, mà có người thì thấy vô ngã nó rõ hơn. Cho nên là khi đó người nào mà quán vô ngã thì người đó sẽ thấy không, bởi vì phân tích ra là không có cái gì gọi là ta cả, cho nên cái thấy tánh không rất là rõ. Người mà quán vô thường á thì thấy nó biến đổi liên tục, mới vừa tạo bữa hình thành cái này thì nó biến qua cái khác, hình thành cái này biến qua cái khác, cho nên gọi là vô tưởng, không có một cái tưởng nào nó tồn tại mãi cả, cho nên gọi là người đó chứng được niết bàn qua vô tưởng. Còn á, người nào mà quán khổ, cái gì cũng thấy khổ quá, kinh thấy cái gì sanh là khổ, rồi già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, rồi sinh là khổ, diệt là khổ, vân vân ha, thì thấy khổ hết rõ như vậy đó, thì khi mà thấy gì khổ thì đâu còn mong muốn gì nữa. Cho nên gọi là vô nguyện, không còn mong muốn gì nào, vì tại dù cái mình mong muốn được nó cũng là khổ. À, thì như vậy người mà thấy khổ thì sẽ đi tới qua cái cửa là cửa vô nguyện, thấy vô thường thì đi qua cửa vô tướng, thấy khổ thì đi qua cửa vô nguyện, và quán vô ngã thì đi qua cái cửa là
tánh không. Đó, đó là còn là có mối liên quan với nhau giữa ba tánh và ba loại giải thoát ha. Rồi tiếp theo nữa đó là ở đây tuệ quyền nó được nổi trội. Vậy thì mình có bao nhiêu tuệ? Mình có là tín, tấn, niệm, định tuệ, đó là gọi là ba căn, xin lỗi ngũ căn, mình hay nghe ngũ căn ngũ lực đó ha. Tín, tấn, niệm, định tuệ. Thì trong đó đó là hai cái yếu tố mà nó hơi đối lập nhau, đó là tuệ và tín, đúng không? Có người đó thì đức tin mạnh hơn nhưng mà trí tuệ thì kém. Còn ngược lại có người đó thì trí tuệ nó nổi trội hơn. Vậy thì cái người mà trí tuệ nổi trội đó, ở đây thì gọi là người mà có trí tuệ nổi trội đó, thì người đó được gọi là tùy pháp hành. Tức là người này vì nhờ trí tuệ thấy rõ cho nên là thấy pháp. Và nhờ vậy đó là vì này nương vào pháp tu tập thì gọi là tùy pháp hành. Còn ngược lại cái người mà có cái tín căn mà nó nổi trội đó, thì người đó được gọi là tùy tín hành. À, có hai loại, tùy pháp hành và tùy tín hành. À, và như vậy cái bậc mà tùy pháp hành đó, thì sẽ đi thì bậc tiếp theo thì gọi là bậc kiến đạo. Và khi mà giải phóng giải thoát thì được gọi là bậc tùy giải thoát. À, còn một bậc mà tín hành, bậc mà tùy tín hành đó thì sẽ được gọi là bậc tâm giải thoát. Cái này đó nếu quý vị muốn biết rõ thêm thì quý vị có thể đọc ở trong bộ Thánh Tịnh Đạo á, đều được nói rất là rõ ha. Như vậy là mình tới đây là mình đã xong cái bài kinh vô bài cái bài về vô ngã. À, về ba bốn cái từ đó và từ cuối cùng là từ vô ngã. Vô ngã là đã xong rồi. À, bây giờ đó mình sẽ qua tiếp bài 3 nha. Xin lỗi để phải tắt cái file này nhưng mà lại file kia đấy. Bài 2, bây giờ qua bài 3. Rồi cháu hỏi quý vị là thấy bài 3 được share chưa? Dạ thưa thấy rồi cô. Thấy. Rồi. Rồi bây giờ mình có bài 3 này. Bài 3 đó mình sẽ học một cặp từ rất là quan trọng, tuy là rất là ngắn thôi. Đó là Ahirika Anuttapa, vô tam và vô quỷ ha. Mình sẽ đọc qua trước bài này. Ahirika Anuttapa, lack of moral shame and dread are two of the four unwholesome fetters associated with oncomically unwholesome states of consciousness, the two others being restlessness, uttacca, and delusion, moha. There are two sinister things, namely lack of moral shame and dread, etc. A2-6. Not to be ashamed of what one should be ashamed of, not to be ashamed of evil and wholesome things. This is called lack of moral shame, book 59. Not to dread what one should dread, this is called lack of moral dread. Bây giờ mình có phần từ mới trước. Lack of moral shame là thiếu đi cái sự xấu hổ mà có tính đạo đức ha. Thì ở đây là không có sự xấu hổ tội lỗi. Mình tiếng Phạ, tiếng Hán Việt mình dịch là vô tam. Tam đấy thì chữ xấu hổ á, nó khác với cái quỷ á, là ghê sợ. Mình xấu hổ khi mình làm cái điều gì mà sai trái thì tự nhiên mình cảm thấy xấu hổ về chính mình xấu hổ với người khác, mình xấu hổ với gia đình á, thì cái đó là gọi là yếu tố xấu hổ, thì gọi là lack of moral shame ha, shame. Mà nhờ vậy đó, nhờ mình xấu hổ, chẳng hạn như quý vị là một vị tu sĩ, mà tu sĩ mà mình đi ăn trộm tự nhiên mình thấy xấu hổ lắm. À, xấu hổ với chính mình đó,
Rồi sau đó mình cũng xấu hổ với lỡ những người nào mà họ biết ông thầy ông sư mà ấn tượng với người ta, mình cũng xấu hổ nữa không, chứ kể cái chuyện gì cả mình thấy mình nghĩ về xấu hổ cái chuyện đó nó sai trái mà mình làm đó. Mình từ sợ mình thấy rằng là cái chuyện nó không đáng để mình làm thì đó là xấu hổ ha. Và cái thứ hai là lack of moral dread sợ hãi hay ghê sợ, không có sự ghê sợ tội lỗi. Và đúng ra mình làm cái việc ác á, mình phải sợ cái nhân quả đó. Bởi vì á, dù người ta biết hay không biết á, thì một việc ác mà mình đã làm rồi thì mình phải gánh cái quả. Mà đó, nhân quả đó nó không phải là một trả một đâu, không phải vay một trả một đâu. Mà nhân quả là nó theo cấp số nhân. Làm việc thiện á, như khi mình làm một lần mà mình hưởng 500 lần, 5.000 lần. Cũng như vậy là một cái việc ác mình làm cũng một lần thôi, mà mình cũng trả cả 500 lần, 5.000 lần. Cho nên vì vậy mà mình ghê sợ, mình không, vì cái sợ cái nhân quả đó mà mình không có làm, thì gọi là ghê sợ tội lỗi. Mà không có cái sự ghê sợ đó thì gọi là vô quý. Unwholesome factor. Đi ra cái từ là akusala cetasika. Akusala là bất thiện, là unwholesome. Mà cetasika là tâm sợ. Dịch là factor hoặc là mental factor. Ở đây việc tắt khác chứ đúng ra phải có thêm chữ mental factor là tâm sợ. Thì unwholesome factor là tâm sở bất thiện. State of consciousness. Cái chỗ này là consciousness. Cái chữ này đánh máy bị sai này. Conscious. Chữ O được chữ U sao? State of consciousness là tâm. Là trạng thái tâm thì mình gọi tắt là tâm. Đi ra từ chữ chitta của tiếng Pali. Restlessness. Tức là không yên, rest là nghỉ ngơi, mà restless là không có nghỉ ngơi, tình trạng không nghỉ ngơi, không yên, tức là phóng dật, đi ra từ chữ uttacha. Delusion là sự si mê, si là moha, và từ sinister là xấu ác. Rồi, thì bây giờ mình đọc lại mấy từ này ha, đây là những từ mới trong đoạn vừa rồi. Lack of moral shame. Ahirika, lack of moral dread, anottapa, unwholesome factor, akusala cetasika, state of consciousness, citta, restlessness, uttacca, delusion, moha, sinister. Rồi, bây giờ mình trở lại cái đoạn định nghĩa về Ahirika Anuttapa. Mời quản ý. Dạ bố Phật, con xin đọc ạ. Ahirika anottapa, lack of moral shame and dread are two of the four unwholesome factors associated with karmically unwholesome states of consciousness. The two others being restlessness, uddacha and delusions, moha, there are two sinister things, namely lack of moral shame and dread, etc. 8-6, not to be ashamed of what one should be ashamed of, not to be ashamed of evil, unwholesome things. This is called lack of moral shame. BUJ 59, not to threat of what one should threat. This is called lack of moral threat. BUJ 60. Con xin dịch ạ. Vô tàm, vô quý,
là hai trong bốn tâm sở bất thiện, gắn với tất cả những cái tâm tạo nghiệp bất thiện. Và hai tâm sở còn lại gọi là phóng dật và si mê. Có hai điều xấu ác được gọi là vô tàm và vô quý trong kinh Vô Ngã Tướng chương 2 đoạn 6. Người không biết xấu hổ với những điều mà lẽ ra phải cảm thấy xấu hổ, không biết xấu hổ với những ác pháp bất thiện, đó gọi là vô tàm. Kinh Nhân Chí Định 59. Không biết sợ những điều mà lẽ ra người đó phải sợ, điều này gọi là vô quý. Nhân Chí Định chương 60. Dạ con xin hết ạ. À, dịch thì rất là tốt, nhưng mà cái chữ A đó là việc tắt của chữ Anguttara Nikaya chứ không phải là Anattalokhana ha. Tức là A này tức là Tăng Chi Bộ Kinh. Mà hình như là đúng là cái đoạn khi các bạn đọc xong sẽ cô mình nhớ là không có soạn hai chữ này. Chữ A là mình là việc tắt của chữ Anguttara Nikaya là numerical discourses ha. Còn chữ Pukka là Pukkala Panyati là nhân chế định thì bạn dịch đúng rồi. Thì để mình xem thì mình phải thêm vào cho các bạn chỗ nào đó, cái chỗ ở chỗ tên thì trong này đã có chưa, mình chưa có soạn ha. Bây giờ có cần soạn có không, có cần soạn có không, thôi để mai một gửi sau ha. Cái này không phải trong bài chỉnh cho nên là, nhưng mà các bạn nhớ đó là chữ A đó là Tăng Chi Bồ nha, và chữ Puk là Pukkala Panyati tức là nhân chỉ định. Khi mà dịch đó, thì nhớ đọc là phải đọc cho đúng. Còn nếu không để an toàn hay để sư cô đánh vô đây thêm luôn là như bên dưới có cô. À hả? Cô dạy gần cuối bài có cô. Ok rồi thôi, rồi thì các bạn xem xuống dưới nha. Hình như mình nhớ trong mình sau lại sọt ở đây. Rồi nhớ vậy các bạn bây giờ cái bài kia ha, cái bài file word á thì đã có trong file PDF là có. Rồi bây giờ là ở đây đó mình trở lui lại cái đoạn chỉnh này. Thì các bạn sẽ thấy rằng đó là có bốn tấm sự con hiểu là cái chữ karmically unwholesome bằng dịch là tấm tạo nghiệp bất thiện đó. Thật ra không cần chữ tạo nghiệp đâu, mình chỉ cần dịch là tấm bất thiện là được rồi. Vì sao? Vì cái chữ unwholesome đó là khi mà phải có thêm chữ karmically đó thì mình mới hiểu có nghĩa nó là bất thiện. Còn khi chữ unwholesome có khi là không lành mạnh hay là không có mạnh khỏe đó, vì chữ wholesome nó có nhiều nghĩa. Nhưng mà trong khi có nghĩa là nó là thiện hay ác á, thì nó có nghĩa mang tính tạo nghiệp trống á. Cho nên bây giờ mình không cần thêm chữ tạo nghiệp vào, mà các bạn chỉ cần nói là tấm bất thiện là được rồi. Cho nên mình nói rằng đó, vô tàm, vô quỷ là hai trong bốn tâm sở bất thiện kết hợp với tất cả các tâm bất thiện. Và hai tâm sở kia là phỏng dật và si. Thì nếu ai có học ví dụ pháp á, thì tới đây cũng nhắc cho mọi người luôn là đó là có bốn tâm sở bất thiện biến hành, gọi là biến hành là nó xuất hiện trong tất cả các tâm bất thiện dù tham hay sân hay si. Thì bốn bất tử tâm sở bất thiện biến hành đó là si, vô tham, vô quỷ và phỏng dật. Đã là một tâm bất, đã là bất thiện thì thế nào có bốn cái anh này xuất hiện? Si là vô minh, si đồng nghĩa với vô minh, vì vô minh cho nên là cái chuyện gì mình là tham hay sân gì có vô minh trong hệ ha. Phỏng dật cũng là cái nền tảng đó. Khi mà có phỏng dật là nó thiếu chánh niệm, nó thiếu trí tuệ. Và vô tam vô quỷ. Vì sao? Khi chúng ta không biết ghê sờ, không biết xấu hổ tội lỗi thì việc ác gì mình cũng làm. Cho nên những việc ác đều có vô tam vô quỷ trong đó. Cho nên cái câu này mình định nghĩa ha. Định nghĩa vô tam vô quỷ là hai tâm sở bất thiện kết hợp với tất cả các tâm bất thiện. Một tâm bất thiện nào có nó hết á. Cho nên mình tất cả. Và hai tâm sở kia là phỏng dật và si. Và đây là trích có hai câu này, trích từ ba câu và trích từ ba cuốn sách ha. Hai cuốn đầu là trích từ Tăng Chi Bộ Kinh này tập 2 và số 6 này tức là trang 6 ha. Có hai pháp xấu ác đó là vô tam và vô quỷ. Ở đây mình dịch là thiểu cái sự sợ hại tội lỗi, và mình dùng cái từ tóm tắt luôn ha, lack of moral shame. Sau này hỏi vô tam là gì thì các bạn phải trả lời là lack of moral shame, và vô quỷ là lack of moral dread ha. Rồi không xấu hổ về những gì mà người ta nên xấu hổ, và không xấu hổ về các ác bất thiện pháp. Đây được gọi là vô tam. Trích từ Tăng Nhân Chế Định trang 59. Và không sợ hãi những gì
nên sợ hãi thì, hoặc là vân vân, tức là nó giống phía trên kia đó, thì đây được gọi là vô quý, trích từ Nhân Chế Định trang 60. Thì đó là hai pháp này. Thì khi mà thi ra thì có thể là sư ra nguyên đoạn này, quý vị chỉ cần dịch vào những cái từ nào mà in đậm á, đây là những cái từ sẽ được hỏi. Ví dụ như lack of moral shame này, dread này, wholesome factor này, unwholesome factor, state of consciousness chẳng hạn. Lát nữa sư sẽ chỉ lại, nói lại cái cách thi một lần nữa trước khi cái học xong ha. Rồi. Bây giờ qua từ tiếp theo là từ Akasa. Akasa space is, according to commentaries, of two kinds. One, limited space, Parichinakasa or Parichedakasa. Two, endless space, Anantakasa, that is, cosmic space. Limited space, under the name of Akasa Dhatu, space element, belongs to derived corporeality and to a sixfold classification of elements, C Dhatu, M112, 115, 140. It is also an object of kasina, meditation. It is defined as follows. The space element has the characteristic of delimiting matter. Its function is to indicate the boundaries of matter. It is manifested as the confines of matter. All its manifestation consists in being untouched by the four great elements and inhales and appertures. If its proximate cause is the matter delimited, it is on account of the space element that one can say of material things delimited that this is above, below, around that. Visuddhimagga 1563. Ở đây phải là dấu phẩy chứ không phải dấu chấm. Cái này là lỗi tại cái văn bản nên không để ý, phải đổi lại dấu phẩy chút xíu. Là cái chữ QV này mình tắt bớt đi cho là các bạn đọc mà khỏi bị vấp. Bây giờ mình qua cái phần từ mới. Một đoạn ngắn đó thôi nha, rất là nhiều từ mới nha bà, nhiều lắm. Bây giờ mình cứ đi từ từ thôi. Space, Akasa nghĩa là hư không. Space thì mình hay dịch là không gian ha. Nhưng mà thường thường thì trong cái nghĩa này thì mình lại nghĩa là hư không chứ không phải không gian ha. Commentary, đi ra từ từ Atthakatha tức là chủ giải. Mình có tám tàng là chỉnh thống những lời dạy của Đức Phật. Nhưng mà trong khi mà đọc tám tàng có nhiều chỗ không có hiểu, rất là khó hiểu. Cho nên là các nhà luận sứ sau này đó thì mới giải thích ra dựa theo từng bài kinh, đọc từng bài kinh thấy chỗ nào, từ nào khó hiểu, những cái câu cùng từ nào, cái cấu trúc nào khó hiểu thì các ngài mới giải thích ra. Mỗi bộ kinh có một bộ chủ giải. Như vậy thì cái chủ giải đó gọi là Atthakatha, tiếng Anh là commentary, tiếng Việt mình gọi là chủ giải, có người gọi là sở giải, cũng đều là có nghĩa là chủ thích, giải thích ha. Giải thích cho tám tàng. Limited space là hư không mà có bị giới hạn, gọi là hư không giới hạn. Tiếng Pali là Parichinakasa. Parichinna cộng với Akasa, nói là Parichinakasa. Và có cái loại ngược lại là endless space, Anantakasa là hư không vô biên, không bị giới hạn, không bị hạn định. Hai cái này ngược nhau ha. Cosmic là thuộc về vũ trụ. Space element, mình có cái chữ element là dịch ra chữ tha tu, mà thường là chữ tha tu mình hay dịch ra chữ giới. Cho nên là Akasa tu là hư không giới. Derived corporeality, hôm trước mình có học một lần rồi đó ha, bây giờ gặp lại một lần nữa thì cũng nhắc lại cho quý vị nhớ thôi. Để gọi là sắc ý tử đài sinh, hoặc là sắc ý sinh, hoặc gọi là sắc nương sinh. Tức là có bốn sắc tử đài là đất nước lửa gió, còn lại 24 sắc còn lại thì gió căn cứ trên đất nước lửa gió đó mà tạo ra, cho nên gọi là sắc ý sinh hay là sắc ý đài sinh. Casina, casina đó nếu mình tra từ điển tiếng Anh, Pali Anh thì sẽ có nghĩa là chữ whole hoặc là entire, tức là toàn bộ, toàn thể. Thì cái từ tiếng này mình dịch ra tiếng Việt gọi là biển xứ. Biển là gì? Biển là khắp.
sử là cái nơi chỗ hoặc là cái vị trí, mà vị trí là biển cung khắp luôn, là whole entire biển, biển sử. Biển sử là ví dụ như mình hay nghe nói là hành thiên chỉ là có 40 đề mục, thì trong đó có 10 là cái đầu tiên gọi là 10 casino hay 10 biển sử. Thì 10 biển sử đó thì là bốn cái đầu tiên là gì? Bốn đài đất nước lửa gió. Bốn cái tiếp theo là bốn màu xanh vàng đỏ trắng. Sau đó là hư không và ánh sáng. Cho nên ánh hư không nó cũng là một trong 10 casino, 10 biển sử. Characteristic. Ở đây chữ A này mình nhớ là đọc Y này. Characteristic chứ không phải là character. Characteristic. Đi ra từ chữ Lakhana có nghĩa là đặc tính. Và delimit. Delimit. Limit là cái giới hạn, và delimit là làm ra giới hạn. Thế tức là giới hạn. Giờ mình đọc lại mấy từ này ha. Space. Akasa. Commentary. Atakata. Limited space. Parichinakasa. And endless space. Ananta kasa. Cosmic. Space element. Akasa tatu. Derived corporeality. Kasina. Whole. Entire. Characteristic. Lakana. Delimit. Rồi. Oh. Rồi, bây giờ con thêm một dạy từ nữa nha. Một đoạn ngắn thôi mà hơi thêm từ nữa. Quý vị đọc nhiều khó đọc thêm mấy từ này nữa. Indicate là chỉ rõ hay là biểu hiện. Biểu thị, xin lỗi ở đây này bị dư, biểu thị hoặc biểu hiện, dư thôi. Function, rasa là phần sự, boundary là đường biên giới hay là ranh giới. Manifest là biểu hiện, manifestation là sự biểu hiện hay là sự thành tựu, đi ra từ chữ pachupatthana. Confine là động từ có nghĩa là giam giữ hay hạn chế, và danh từ có nghĩa là ranh giới. Four great elements, Mahabhuta, tức là tử đài hay là tử đài chủng. Aptitude, những chữ đầu ha, aptitude là kẻ hở. Và proximate cause là nhân gần hay là nhân cần thiết. Giờ bởi vì đọc lại lần mấy chữ này ha, indicate, function, rasa, boundary, manifest, manifestation, pachupatthana, confine, four great elements, mahabhuta, aptitude, proximate cause, padatthana, rồi bây giờ mình trở lại đoạn chánh văn để xem, mời các bạn đọc dịch ha, rồi mời bạn Ngô Thứ Hà. Dạ, yeah, thưa sư, con xin được đọc. Asaka space is... Khoan, Akasa chứ không phải Asaka, Akasa. Dạ, yeah, yeah, thưa sư, con đọc lại. Akasa space is according to commentaries of two kinds, limited space, parichinakasa, parichedakasa, to endless space, anatakasa, that's a cosmic space. One limited space under the name of Asaka Dhatu. Akasa.
Akasa Tato, space element belongs to the right corporeality and to sixfold classification of elements. Tattoo M112-115-140 is also an object of kasina meditation. It is defined as following. The space element has the characteristic of the limiting matter. Its function is to indicate the boundaries of matter. Is it manifested at the confines of matter, or its manifestation consists of in being untouched by the four great elements and in holes and aperture. Its approximate cause is a matter delimited. It's on the count of the space element that one can say of material things delimited. That is the above, below, around that. Dạ thưa sư, con xin được dịch cái đoạn này. Và hư không hay còn gọi là không gian theo chú giải cả hai loại hư không, đó là hư không giới hạn và hư không vô biên. Và hư không giới hạn dưới cái tên là hư không giới thuộc về sắc y sinh và bộ sáu loại sắc. Nó là một xứ của thiền biến xứ. Nó được định nghĩa như sau: hư không giới các đặc tính là của sự định giới hạn cha sắc. Phận sự của nó là đờ ra những ranh giới của sắc. Nó được biểu hiện là những giới hạn của sắc, hoặc biểu hiện của nó được bao gồm trong tính không thể sờ chạm được bốn tứ đại chúng. Trong những hố hoặc những khe hở, nhân gần của nó là sắc, được giới hạn nhờ vào hư không giới này mà người ta có thể nói về các sắc giới hạn là cái này ở trên, ở dưới hay ở xung quanh cái kia. Theo Thanh Tịnh Đạo số 14. Dạ con xin hết. Ở đây đó là khi mà quý vị vào mà đọc trong cái này rồi mình thấy là Phật giáo đó là phải nói là chia chẻ và phân tích cả cái pháp rất là chặt chẽ luôn. Và khi một định nghĩa một cái pháp nào thì theo chủ giải hay là theo ví dụ pháp đó, thường á là phải định nghĩa cái kiểu đó qua bốn cái tính chất của nó. Và đầu tiên là chia phân loại trước. Hư không á là có hai loại, đó là hư không hữu hạn và hư không vô biên, hay còn gọi là hư không vũ trụ. Còn hư không hữu hạn đó thì nó còn cái tên của nó nữa, còn gọi là hư không giới. Và nó, ở đây nó còn thuộc hai phần nghe. Thứ nhất là nó thuộc về sắc y sinh, bởi vì trong sắc y sinh còn gọi là cái sắc, gọi là sắc hư không. Và đó, thứ hai này là nó thuộc về cái cách phân loại sáu giới, tức là nó là một trong sáu giới. Bởi vì khi mà mình phân tích con người ra đó, hoặc là thế giới này ra là có sáu giới thôi, thì mình gọi là đất, nước, lửa, gió, hư không và thức. Cho nên là cái hư không này nó cũng chỉ là một phần sáu đó. Thì cái khái niệm này đã được tìm thấy trong kinh Trung Bộ, bài kinh số 112, kinh số 115 và kinh số 140. Bởi vì mà muốn hiểu thêm những cái này thì tìm đọc những cái bài kinh đó. Rồi, và đó, hư không mà giới hạn này đó thì nó cũng là đề mục, cái chữ offset này mình dịch là đề mục ha. Nó cũng là một đề mục của thiên biển xứ, bởi vì nó là một trong 10 biển xứ mà. Biển xứ thì chỉ còn gọi là hư không, và biển xứ thứ 10 là ánh sáng ha. Tử đài, bốn màu sắc, hư không và ánh sáng. Cho nên nó cũng là một đề mục của thiên biển xứ. Và nó được định nghĩa như sau. Định nghĩa của một pháp là đầu tiên nó là gì, đặc tính của nó là gì, phần sự của nó là gì, đặc tính là characteristic, phần sự là function, rồi biểu hiện của nó là gì, manifestation, và cuối cùng nhân gần của nó là gì. Đó là bốn cách để định nghĩa một pháp rõ ràng. Vậy thì hư không định thì cái biểu hiện của cái đặc tính của hư không là gì, đó là nó
giới hạn vật chất. Nó giới hạn vật chất là sao? Quý vị thấy nếu như không có cái hư không để nó giới hạn vật chất thì không thể phân biệt cái này và cái kia được đâu. Nhất là trong cơ thể của mình á, cái khoang bụng của mình hoặc là khoang ngực của mình á, mà nếu như không có cái kẽ hở thì làm sao mà nó hoạt động, phổi làm sao nó hoạt động, tim nó làm sao nó hoạt động, rồi gan, rồi ruột, mà nếu như dính nhau hết, nó không có một cái khoảng không nào cả đó, thì không thể nào nó hoạt động được cả. Cho nên cái chuyện mà cái có cái sắc hư không này để nó phân, nó giới hạn cái cả cái vật chất, cả cái sáng pháp, sắc pháp đó, nó đó một yếu tố rất là quan trọng. Cho nên cái đặc tính của nó chính là giới hạn sắc pháp, giới hạn sắc. Và phần sự của nó là gì? Phần sự của nó là chỉ rõ biên giới của sắc. À, biên giới của phổi là tới ngang đó thôi, biên giới của tim là tới ngang đó thôi. Cái này nó còn bị chặn bởi cái kia, nó làm cái biên giới nó ngắn lại giữa hai cái vật chất với nhau, không để nó dính chung với nhau lại. Và nó được biểu hiện như là cái biên giới của sắc ha, trên kia là, và hoặc là biểu hiện của nó bao gồm trong cái việc là không được, không thể đụng chạm tới bởi tử đài, hoặc là nó được biểu hiện ở trong những cái hố cái, hoặc là những cái khe hở. Mình làm sao để mình thấy được cái hư không hàng giới là rõ nhất là trong một đao, một cái hố, mình thấy giữa cái hố đó thì giữa cái thanh hố này và cái thanh hố kia thì ở giữa đó chính là cái hư không giới hạn, đúng không? Rồi giữa kẽ hở mình thấy có hai cái cánh cửa, mà có cái kẽ hở thì mình nhìn ra cái kẽ hở đó thì cái giữa đó chính là hư không. Cho nên gọi là manifestation, là biểu hiện của nó chính là biểu hiện trong những cái hố, cái lỗ hay những cái khe hở. Và ở đó biểu hiện của nó chính là gì? Cái giới hạn của sắc, cái cánh cửa chỉ tới ngang đó thôi ha. Cái thanh hổ chỉ tới ngang đó thôi, cái con lại ở giữa đó chính là cái hư không. Và cái nhân gần của nó chính là vật chất bị giới hạn. Nếu như không có vật chất bị giới hạn thì đâu có hư không. Phải có vật chất nó bị giới hạn, thì cái khoảng ở giữa bị giới hạn đó thì có mới có hư không. Và chính vì hư không giới này mà người ta có thể nói về các cái vật chất bị giới hạn rằng cái này là ở phía trên, phía dưới hay ở xung quanh cái đó. Ví dụ như nó có một khoảng cách, ví dụ như trước mặt mình á, quý vị ngồi trước mặt mình có cái máy vi tính, bên cạnh mình là có cái ly nước, thì giữa cái máy vi tính và nó có một cái ly nước, nó phải có cái khoảng hư không này, thì mình mới nói rằng à, như vậy là cái ly nước nó ở bên cạnh cái máy vi tính. Hoặc là cái ly nước nó nằm ở trên cái bàn, thì giữa cái bàn và cái ly nước chắc chắn nó phải có một khoảng hư không. Còn nếu như mà nó dính kịp rồi thì mình không có thể nói được là nó có cái này, vị trí cái này khác với cái kia như thế nào. Rồi đó là cái đoạn dạy nói về hư không giới hạn. Bây giờ mình qua đoạn tiếp theo là hư không vô biên. Endless space is caught in Atasalini Ajatakasa. Unentangled, that is, unobstructed or empty space. It is the object of the first immaterial absorption, the sphere of boundless space, akasananchayatana. According to Abhidhamma philosophy, endless space has no objective reality, being purely conceptual, which is indicated by the fact that it is not included in the triad of the wholesome kusalatika, which comprises the entire reality. Later, Buddhist schools have regarded it as one of several unconditioned or uncreated states, asankhata dhamma, a view that is rejected in Kathavatthu. Theravada Buddhism recognizes only Nibbana as an unconditioned element, asankhata dhatu, see Dhammasangani 1084. Rồi, ở đây mình có một số từ mới ha, là Atasalini là tên của một bộ chủ, tên chủ giải của bộ phật tù tiếng Pali là Dhammasangani. Thì hồi nãy là có từ việc tắt là chữ DHS, tức là Dhamma Sangani, là chữ DH là chữ đầu tiên và chữ Sangani chữ thứ hai này. Dhamma là một chữ, Sangani là một chữ. Cho nên khi mà việc tắt là người ta lấy chữ đầu của chữ này, chữ đầu của chữ sau là DHS, là Dhamma Sangani. Dhamma là pháp
và sangani là liệt kê, tụ tập, hợp tập, hợp lại. Cho nên tham và sangani dịch là bộ pháp tụ. Đây là bộ đầu tiên trong bảy bộ của tạng vi diệu pháp, hay còn gọi là tạng luận của tam tạng Pali. Và chủ giải của cái bộ pháp tụ này á, nó có tên tiếng Pali là the Atthasalini. Và tiếng Pali, tiếng Anh á, dịch cái bộ này ra đó, tác giả họ dịch đặt cái tên là the Expositor. Expositor tức là sự trình bày giải thích. Entangle, mình có động từ entangle là làm chướng ngại. Làm chướng ngại, cho nên trong cái unentangle tức là không bị chướng ngại ha. Và chữ chữ này thì nó cũng đồng nghĩa với chữ obstruct. Và chữ o này không nhận dấu nhẫn cho nên đọc thành chữ ơ. Obstruct, obstruct là cản trở hay gây trở ngại. Immaterial absorption, thì mình thấy cái chữ absorption tức là mình thấy chữ thiền đó. Và immaterial tức là không có vật chất hay là vô sắc. Mình dịch là thiền vô sắc, thì tiếng Pali là arupa sana, trong đó chữ rupa là sắc, arupa là vô sắc và sana là thiền. Arupa sana immaterial absorption, thiền vô sắc. Thì trong thiền vô sắc nó có bốn tầng thiền ha. Thì tầng thiền đầu tiên của thiền vô sắc á, thì đó gọi là the sphere of boundless space. The sphere, sphere là xứ này, là quả giới đó. Boundless là không có giới hạn, tức là vô biên, và space là hư không. Cho nên cụm từ này dịch là không vô biên xứ. Tiếng Pali là akasa nancha yatana. Akasa là hư không, anancha là vô biên, và ayatana là xứ. Cho nên akasa nancha yatana là không vô biên xứ. Afi thamma, thường á mình chữ afi là ví dụ hoặc là thẳng, thu thẳng. Và chữ thamma là pháp, cho nên dịch là ví dụ pháp hoặc là thẳng pháp. Vì vậy mình có cái bộ sách Hoa Thượng Minh Châu dịch là thẳng pháp tập diệu luận ha. Thì tiếng Anh người ta hay dịch chữ này là a higher dhamma, pháp cao hơn. Cao hơn tức là thẳng hay là vi diệu đó. Và có khi người ta phiên âm là từ này đọc là atidam. Afitamma phiên âm là atidam và dịch ra là vi diệu pháp. Objective. Objective là khách quan. À, trải nghiệm với nó là subjective là chủ quan. Reality. Reality là danh từ có nghĩa là thực tại. Conceptual, tỉnh từ, thuộc về khái niệm. Đi ra từ danh từ concept là khái niệm. Conceptual là thuộc về khái niệm. Triad là bộ ba. Và trong tiếng Pali, chữ triad đi ra từ chữ tika. Thì từ này mình hay dịch là chữ tam mẫu đề. Tam mẫu đề là gì? Là triad là bộ ba. Ha? Tức là một cái đề pháp mà còn có ba phần. Gọi là tam mẫu đề. Triad of the wholesome. Thì ở đây mình có chữ tika là triad và kusala là wholesome. Cho nên dịch cục là kusala tika là triad of the wholesome. Mẫu đề thiền. Mẫu đề thiền là gồm một mẫu đề mà gồm có ba cái, tức là thiền, bất thiền và vô kỷ. Thì ba cái đó gộp chúng vô gọi là mẫu đề thiền. Unconditioned or uncreated state. Chữ state là trạng thái. Thì thường hay dịch cho chữ pháp đó là chữ thamma. Và chữ asankhata mình hay dịch là chữ vô vi ha, unconditioned là vô vi. Và cái chữ này nó cũng đồng nghĩa với chữ uncreated, không được tạo ra, không được tạo duyên hoặc là không được tạo ra, nó đồng nghĩa gọi là dịch là pháp vô vi. Kathavattu là tên của bộ thứ năm trong tạng ví diệu pháp. Mình hay dịch là gì? Points of controversy là những điểm dị biệt. Và dịch bộ dịch ra là dị bộ luận. Thì bộ này đó là hồi đó là có tới 18 bộ phái. Và mỗi bộ phái đó thì giải thích cái Phật pháp. Có những cái vấn đề như về là về các vị A La Hán hay là về niềm tin hay là về trí tuệ vân vân, đã có những người hiểu một cách khác nhau. Thì vào thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên đó, vào thời của vua A Dục đó, thì khi đó là các bộ phái là tranh cãi nhau đến nỗi mà không có ngồi chung để mà tụng giới, không có mà chia rẽ, gần như là chia rẽ tăng đó. Thì vua A Dục là một vị Phật tử thuần thành đó, thì thấy rằng là cái việc mà chia rẽ như vậy thì không hay, cho nên mà kể tam tạng tại tạc kể tập tam tạng lần thứ 3 và mời tất cả các bộ phái đến. Và ngài Mukkaliputta Tissa
là cái vị mà đứng ra mà chủ trì đó, thì mời tất cả bộ phái đến đặt câu hỏi, và khi họ trả lời sai chỗ nào thì ngài chỉnh chỗ đó. Cho nên là trong đó là có tư tưởng của tất cả các cái bộ phái khác nhau, cho nên gọi là dì bộ luận. Và Tamasangani là hồi nãy mình chứ cô có nói đó, viết tắt của chữ DHS là viết tắt của chữ Tamasangani là bộ phật tụ. Rồi bây giờ mình trở lui lại đoạn này. Bây giờ quý vị đọc từ khó từ mới trước cái đó. Attasalini, the expositor, entangle, obstruct, immaterial absorption, arupa jhana, the sphere of boundless space, akasananchayatana, apitama, higher tama, objective, reality, conceptual, tired, tika, tired of the wholesome, kusala tika, unconditioned or uncreated states, asankhata dhamma, katha vattu, voice of controversies, dhamma sangani. Rồi bây giờ mình trả lui, mình dịch cái đoạn vừa rồi ha. Hôm nay cũng từ mới cũng hơi nhiều ha. Vị nào dịch được, mời vị nào mới tới đây chưa, hồi nãy giờ chưa đưa tay đó. Có ai hồi nãy giờ chưa đưa tay? Mời Nguyễn Thức. Một Phật sư nghe con không ạ? Dạ, nghe được. Dạ, con xin đọc ạ. Unless by ikron in atasalini achatakasa unetaris this is in a... Con đọc là unentangled. Unentangled. This is an empty space. This is the object of the mind immaterial absorption. Immaterial absorption. The sphere of boundless space. Akasana chadatana. Akasanachayatana. Đúng rồi, cứ đọc từng chữ và đọc đúng chứ đừng có đọc vội ha. Rồi, đọc tiếp. According to Abhidhamma philosophy, endless space has no objective reality. Reality. Being bubbly conceptual, which is indicated by the fact that it is not included in the chain of the wholesome, kusala tika, which comprises the entire reality. Later Buddhist kuna have regarded it as one of several unconditionist or uncreated state. Asankhatama, a view that is rejected in Kapan
Kathavatthu. Theravada Buddhism recon only Nibbana as an unconditional enlightenment. And Asankhana Tattu, Rama Sangani 1084. Con xin dịch đã. Hư không vô biên được chú giải ở bộ pháp tụ, tức là không bị chướng ngại, không bị cản trở bởi không gian. Nó là cảnh giới đầu tiên của cõi thiền vô sắc, được gọi là không vô biên xứ. Căn cứ vào luận vi diệu pháp, không vô biên xứ có thực tại khách quan, tức là hoàn toàn không thuộc về khái niệm, được chỉ ra bởi thực tế rằng nó không được bao gồm trong mẫu đề thiện, bao gồm toàn bộ thực chứng. Các trường phái Phật học đã coi nó là một trong những pháp vô vi. Quan điểm này bị từ chối trong dị bộ luận, và Phật giáo Nguyên Thủy nhìn nhận chỉ có Niết Bàn là pháp vô vi. Con xin hết ạ. Cảm ơn bạn Nguyễn Thức dịch tương đối tốt. Còn bây giờ sư cùng dịch lại một lần nữa ha. Có một số từ thì bạn dịch chưa chính xác vì chữ offset này ha. Và bây giờ sư dịch lại. Hư không vô biên được gọi trong bộ Atthasalini là Ajatakasa, có nghĩa là hư không không bị giới hạn, không bị cản trở, hay là hư không trống rỗng. Nó là đề mục ha, đề mục của tầng thiền vô sắc thứ nhất, chính là không vô biên xứ. Theo triết học Abhidhamma thì hư không vô biên không có một thực tài khách quan, mà chỉ thuần túy là khái thuộc về khái niệm. Và điều này được chỉ rõ bởi sự kiện rằng nó không được bao gồm trong tam mẫu đề thiền, mà cái mẫu đề này nó bao gồm toàn thể toàn bộ thực tài. Nó chỉ hệ thực tài đó, mà trong đó là không có hư không, chứng tỏ hư không nó không phải là cái pháp thực tài, mà nó chỉ là khái niệm mà thôi. Sau đó, về sau này thì các trường phái Phật giáo xem hư không vô biên, nó tức là hư không vô biên á, như là một trong các cái pháp vô vi. Và nó cho rằng hư không vô biên là một trong những pháp vô vi, và một quan điểm đã bị bác bỏ trong nghị bộ luận. Xin hỏi cho mọi người đã nghe lại xin hỏi chưa? Xin lỗi nghe. Bây giờ phải giao bằng điện thoại.
bình thoại và vi điểm ha, có giai đoạn đó là sư dịch xong là có gì xong à, bây giờ đó là sư sẽ nói về thể lệ cuộc thi ha, kỳ thi sắp tới mình thi giữa kỳ đó thì kỳ thi giữa kỳ đó là mình sẽ thi nói ở trên mạng, thi ở trên Zoom luôn à, là mình sẽ có cái danh sách của học viện gửi cho sư, danh sách đó là theo ABC. Khi mà sư nhận được cái danh sách đó đó thì quý vị cũng sẽ tự cho mình biết là mình sẽ thi buổi sáng hay buổi chiều, tên của người nào đâu đó, thì sư theo ABC theo danh sách đó, thì quý vị chắc là cũng sẽ được trường cho mình biết cái danh sách đó. Thì thể lệ thi đó, đó là những cái bài mình đã học rồi cho tới chiều hôm tối hôm nay là từ Akasa đó, thì sư sẽ có những, mình đã có những cái slide sẵn rồi, thì trung bình mỗi bạn sẽ dịch một slide, thì một cái slide bất kỳ nào, một đoạn bất kỳ nào, thì sư sẽ mời gọi các bạn đọc. Khi mà các bạn đọc á thì đọc xong rồi các bạn dịch cái từ đoạn đó ra tiếng Việt, và trong đoạn đó thì có những từ nào gọi là thuật ngữ là từ mới thì sư có in đầm sẵn luôn. Và công việc của các bạn là sau khi đọc xong, dịch xong thì có cái từ mới nào là các bạn nói nghĩa từ đó. Ví dụ như có cái từ anatta, bạn nhận đọc anatta có nghĩa là vô ngã. Rồi chữ conceptual tức là thuộc về khái niệm. Mental factors là tâm sở. State of consciousness là tâm. Rồi lack of moral shame tức là vô tâm. Rồi lack of moral dread là vô quỷ chẳng hạn. Tức là có cái từ nào xuất hiện thì các bạn từ in đầm. Bởi vì sư phải khỏi mất công hỏi. Còn nếu sư không in đầm là sư phải hỏi từ này nghĩa gì, từ kia nghĩa gì là mất công. Sư soạn sẵn trong cái đề thi luôn rồi. Trong cái một cái đoạn rồi. Cho nên khi các bạn thi vô cùng đơn giản. Nếu như các bạn mà thi viết á, là một người phải làm tới là 40 từ mới và dịch một đoạn. Còn ở đây mình cũng dịch một đoạn mà mình chỉ có là khoảng 5, 7 hoặc là 10 từ mới thôi. Ha. Tùy theo cái đoạn đó nó có những từ nào. Bởi vì dù sao thi đọc á, thi nói đó, nó cũng cần thi là bởi vì các bạn á, là không có thi giờ để các bạn tra cứu, không cần có thi giờ để suy nghĩ, không hỏi ai được cả. Vô đó là các bạn chỉ có là từ mình học được bao nhiêu mình làm bấy nhiêu thôi. Vì thi online mà trong đó là có giám thị, sư là làm giám khảo, rồi cũng có giám thị của trường vào nữa. Cho nên á, là tất cả những gì mà đã có học đều thi cả, không có bỏ sót cái đoạn nào. Tất cả nhạc các đoạn này là sư đã làm sẵn slide rồi, cho nên đến khi thi đó, đối với sư rất là đơn giản, sư kêu tên một người nào, sư chọn một cái slide bất kỳ, sư đưa lên là các bạn đọc ngay slide đó và dịch ra, và có từ thuật ngữ nào thì các bạn nói nghĩa từ thuật ngữ đó. Rồi, như vậy là sư đã giải thích xong về cái phần cách thi. Nếu như ai có thắc mắc gì thì đưa tay hỏi nhé. Còn nếu như không có thắc mắc gì, quý vị rõ ràng rồi thì mình có thể hồi hướng. Có ai hỏi gì không? Nếu ai hỏi thì quý vị cứ mở mic ra để hỏi liền nha. Đây, không thấy ai nói gì cả, tức là chứng tỏ mọi người đã nắm vững hết rồi. Rồi, vậy thì... Ai gì Đà Phật? Ni sư có thể hoan hỷ mở ra một cái gọi là cánh cửa, là sư có thể cho chúng con ôm một đoạn nào đó hay là một bài nào đó cụ thể, tại vì nó nhiều quá. Giờ học có mới có học có hai bài chứ mấy bao nhiêu thầy ha? Có thể tư mở dù vậy chúng con quá nhiều luôn á. Có nhiều hả? Thầy sư cho thi bạn học. Vâng, con bạch ni sư. Chắc không có kịp học rồi. Xin ni sư hoan hỷ giúp cho chúng con thời gian. Chúng con thấy nó nhiều quá. Còn Bali nữa sư, cũng là đối với tụi con mới. Sư không có do Bali. Sư không có do Bali. Đang nói môn khác. Sư nhắc lại này, sư không có do Bali, sư chỉ do tiếng Anh thôi. Và nói cho mình nghe quý vị này, bởi vì quý vị nói nhiều vậy chứ một. Chứ với gì vì như mỗi cái đoàn sư ra cho quý vị có 5 từ hoặc 7 từ thôi. Mà thật ra quý vị học nghiêm túc á. Là tất cả cái gì, cái bài gì đã soạn ra rồi mới quý vị dịch được. Tức là từ đó mà quý vị hiểu. Sư không thể giới hạn được với mỗi học qua 2 bài mà đòi giới hạn cái lại cái gì sư ra thi. Quý vị 100 người. Mà bây giờ còn 3-4 đoàn mà có thi đua thi tới vậy làm sao mà ra thi được. Đang nói hạn 2 bài thôi, bài 1, bài 2 thôi sư. Thì đó sao bây giờ thi 2 bài thôi. Bài 3 mới
để bữa sau bài ba mới học. Bây giờ bài ba ta tạm thời là sư chưa có ra. Bài ba là để khi sau thi. Bây giờ thi hai bài nha. Dạ mô Phật. Mang nghiệp quá. Dạ mô Phật. Tức là quý vị đã học hai bài thì quý vị thi hai bài, chứ không có giới hạn gì hết. Trong bài ba là chưa xong nha, nên bây giờ tạm thời không có thi bài ba. Hai bài thì nó cũng đã dài rồi. Nhưng bài đó là quý vị học không không có giới hạn cái gì hết, học cái gì thi ra cái đó nha. Dạ. Yeah. Rồi. Rồi rõ ràng rồi nha. Rồi xin mọi người chắp tay hồi hướng nè. Y đằng nô nha ti năng hô tu su khi ta hôn tu nha ta yô. Y đằng nô nha ti năng hô tu su khi ta hôn tu nha ta yô. Y đằng nô nha ti năng hô tu su khi ta hôn tu nha ta yô. Y đằng vát ta mê puân nhăng a sa va kha ya và hằng hộ tu sa thu rồi xin chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại ở trong phòng thi nha.